Ông anh mình cũng nói là những cái trò mà bắt cá bằng Coca-Cola ha, bằng nước ngọt ha, nước ngọt có ga ha, ở trên mạng tất cả đều là lừa bịp, nó bự gần bằng cua quân nhanh luôn á. Cái này là không có trào nè. Đâu. Ôi, ghê chưa? Không. Cười cái coi. Hỏa cười thấy ngộ nha. Tôi bỏ. À, xin chào tất cả các bạn. Đã lâu lắm rồi anh em tụi mình chưa tổ chức đi bắt cá một bữa. Hôm nay Miu Seven quay trở lại các bạn một cái clip đi bắt cá nữa nha. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục giác chài da và chài cá. Và cái ao cũ không biết các bạn còn nhớ không ha. À, quang cảnh hôm nay trời cũng khá là đẹp. Đêm không nắng, ngày không trăng, càng nhìn xa càng nhiều km. Đi ngược sáng cho nên là cũng không được rõ ràng lắm. Đi đầu tiên là ông anh hai thủ lĩnh. Giờ vẫn như mọi ngày. Tiếp tục là ông anh ông chỗ tài bắt cá cho các bạn coi ha. Đi hết con đường ở đầu kia, mình rẽ tay trái vô. Đó là cái ao tụi mình trước kia vẫn hay bắt cá đó. Cũng lâu lắm rồi, chắc phải 2 tháng rồi tụi mình chưa quay lại cái ao này. Tới rồi mấy bạn ơi. Cái hố này ngày xưa ta lấy đất để người ta làm chung cư. Hố này sâu lắm. Bên nhà đầu tư người ta cảnh báo là hố sâu nguy hiểm. Ở đầu đặng có mấy người đang mò cá kìa. Đại ca đang xả chài. Để đi cho đại ca xả chài làm thử cái nháy thử. Không vừa mọt, để đây cho hai nó đi ai mà đúng không? Vừa mọt. Để giọng nó đi. Để mọt nó, để giọng nó đi. À, hôm nay bỏ tụi tôi đi mò cá luôn mà. Bơi trong mắt mẹ. Trời ơi, có hơi dễ xéo. Ông chạy thử, chạy mà. Không có cá. Rồi là lội qua bên kia xong rồi. Kia cái ao. Tròn quay luôn. Đợt cá mới đẻ có phi nhỏ nhỏ không à. Con phạt này để con cục dưới bộ mắt. Con gà bự. Có dính con bự nào không? Bự đây. Cái đó để đi phượt đó phải không? Ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, cá chút 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 không à. Sâu quá ta. Rồi nhỏ nhỏ. Lóc thế. Có một cá lóc cũng được. Lóc gì cần. Cái đâu. Ở đây sâu dưới trời. Đã đưa hết tiền rồi. Rồi rửa tay nữa. Nào cái bụng. Hết ăn luôn. Bụng nó hả rồi. Thôi để có cái gô đồng. Gô đồng này nhiêu đó chắc hết lớn rồi hả? Đúng không? Bự lắm hả? Em thấy ra đôi cái gô đồng nhỏ nhỏ mà. Nãy nói con cá đuối đâu. Con quay cá đuối. Trời nước cái này nóng nổi nó chứ bắt lạnh nó. Có thôi chắc chạy rồi. Không. Nãy thấy con cá vô mà. Bắt đầu. Cá này con cá đuối hả? Con cá đuối nằm trên cối đá nè. Cái này béo không ta? Trời ơi, kho lạc đi, hay luôn. À, về mùa này miền Tây đang có hạn mặn. Cho nên nước ở đây cũng là nước mặn nha các bạn. Nước mặn cát luôn. Mấy cá này, nhỏ nhỏ, có ăn đâu.
đi hết. Quá trời luôn. Là cá phi luôn. Đi tiếp tục đi, tiếp tục đi. Chìm hót liếu lo. Còn mẫu giáo. Cá vừa có cá mẫu giáo nữa hả? Coi anh kéo nè tụi. Điệu nghệ không mấy bạn? Nông dân thứ thiệt nó là vậy đó. Đó đó, bún. Nhỏ nhỏ không hay sao? À có con lấy được nè. Có con này lấy được nè. Ồ, quăng nãy giờ mới được con cá phi bự luôn mấy bạn. Con này màu hồng hồng, cá đà, cá trống anh nhanh. Cái máy. Máy à. Cái chài này hồi đó anh mua nhiêu à? 700. 700 hả? À? Rẻ mà. Chắc anh lấy lại vốn lâu rồi phải không? Lâu. Mấy ngày lấy lại vốn? Em về làm vài ngày lấy vốn. À vậy hả? À anh em nhâm. Ai có ai có đam mê về cá tôm á, thì bỏ cho 700 mua cái chài này mấy ngày lấy lại vốn nha mấy bạn. Còn mà nếu như không biết á thì tới đây anh nhanh ha, xã Phong Phú huyện Bình Chánh ha, nhanh anh chỉ cho, hướng dẫn cho cách quăng chài. Đây là cái sông nè mấy bạn, ngoài đây là cái sông, sông nó nối liền với cái ao này. Hai anh này anh đi theo tụi mình từ nãy bển qua tới đây luôn nè. Hai thấy tụi mình bắt được nhiều cá quá mà hai ảnh khoái đi qua tới đây luôn. Rồi đây sâu sâu dưới này trời. Mẹ này theo như ảnh nói là nhiều cá lắm. Ra quan sát kỹ rồi. Mẹ nghe nói nhiều cá này. Ồ, mà chưa gì thấy cá nhỏ. Cá mẫu giáo cấp 1 không à. Thứ là mẫu giáo cấp 1 mà tụi mình không lấy nha. Thậm chí cấp 2 thì mình cũng không lấy luôn. Chỉ lấy cấp 3 với lại đại học thôi. Mình sẽ có cá bự. Kéo lên thấy nặng tay. Mò tụng lên chết. Lá cây không. Mấy anh đi chung với tụi mình đó, đang mò cá tuốt bển. Giờ mình sẽ lội qua bển. Coi mấy anh mò cá. Cách của mấy anh mò cá. Anh đi theo mấy cái bè vừa nước. Mấy cái bè vừa nước mấy anh mò cá trọng. Wow, mát quá. Lâu lắm rồi không có ngâm mình ở dưới sông. Wow, đã quá. Lợi tuốt trọng hả? Lợi tuốt trọng. Có được con nào chưa? Bắt được mấy ký rồi các bạn à. Ta làm video ngồi nó dốc vừa phải. Bắt một con cho người ta thấy đi ông lợi. Mấy ông nói thiệt mày ơi. Ừ. Mày ăn cá kìa nè. Đâu? Ờ. Hả? Mở mở miệng cho coi. Ồ, ăn cá kìa đó nè. Wow, cá thiệt mấy anh em ơi. Cá thiệt, cá thiệt. Gạt mày chứ. Lớn ai gạt mày. Giờ là mấy ảnh đang đi mò cá ngoài nè. Bây giờ mình ở trên bờ không thì cũng không có gì để chơi. Mình vừa chế tạo ra một cái nón này nè. Do mình tự làm á. Mình gắn cái camera lên đầu mình lội xuống mình đi theo ảnh coi màu cá luôn nha. À quay rồi, cá nè. Có con cá nào hoàng nè. Sư phụ. Được. Hay. Hay lắm. Cái đột dừa này ăn được không ta? Bẻ đột dừa ăn đi. Quăng cái giò. Ôi chị mẹ. Con má dai dữ trời. Chịu chịu.
gì? Cái gì à? Cái gì nữa rồi? Heo con bự không? Đó. Mẹ đâu luôn. Trời ơi, đủ mẹ cá thì. Rồi ông lợi cá chút xíu ông bắt nữa, nãy ông nhanh ông thả quá trời luôn. Một cái xạ. Xạ hả? Vô coi ông nhanh móc cái gì, móc khí thế. Ráng ăn đi chứ mấy nữa nó làm dự án, nó cất nhà lên không còn cá mà ăn. Nó ra chợ mua hết á. Để đây mình kêu lùm vừa thôi nôi đó không? À vừa một mình là kêu vừa thôi lôi phải không? Thôi thôi lôi hả? Thôi lôi hay thôi nôi? Thôi lôi là vừa chụm vừa đứng một mình. Vừa nước thôi chứ vừa gì vừa khác có được không? Được hả? Rồi cụm tre đó có kêu thôi lôi không? À cụm vừa thôi lôi nghe mấy bạn. Thôi lôi nghe, không phải thôi nôi nha. Thôi nôi là một tuổi của em bé. Đây nè, xuống đây nè. À nó chỉ mọc một cụm ngay chân giữa trời giữa đất vậy thôi chứ không có liền với cụm nào hết. Cung cung hả họng cho nó bay vô họng cắn lại. Có con sư bự bự không mà đã. Cá ta mò trong đây. Thử mò coi có con nào. Ôi dụng má gắn không mẹ ơi. Đâu có làm con rắn ông. Thôi mới đụng con cá cái chát xong. Cuối cùng em bắt được em nhanh ơi. Ôi giỡn hoài quá vẫn bắt được con nè mà nắm chắc không nó vượt. Cá đuôi mắt anh ơi. Đuôi mắt nó mới lọt cho tay em á. Thiệt đuôi mắt thiệt chứ bộ em đạp dưới giò á. Ôi là đau quá. Đau quá. Quay phim đi, quay phim. Cái gì á? Đang quay nè. Con cá gì đụng tí nị vậy? Tí nị gì vậy là bự rồi, tôi bắt con chiên mà tôi bắt vậy là bự rồi. Đó vậy. Cá đâu có đường gì á? Tại đâu thấy được. Thì đó con cá bị đuôi mà. Ôi đâm tét máu chảy luôn kìa trời. Dạ. Cá này không? Hả, à, đứng yên coi. Ừ. Cá này. À, thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Anh nhanh ảnh đi. Móc hàng lương. Để tối về anh và anh câu. Chứ dễ gì tay không bắt lương được phải không anh nhanh? Sợ quá. Nó giống như hàng cua. Thưa quý vị và các bạn, nãy có cuộc trò chuyện ngắn với ông anh mình nha. Mình không kịp ghi lại. Ông anh mình ổng nói là những cái trò mà bắt cá bằng Coca Cola ha, bằng nước ngọt ha, nước ngọt có ga ha, ở trên mạng tất cả đều là lừa bịp. Ha, cho lừa bịp ha. Tức là ông anh mình ổng giải thích đó là người ta đào một cái hang thâu thuốc qua bển á. Rồi hơi cái bở bên đây á, một người đổ nước vô xong đổ nước ngọt vô nè, bên kia một người thì thả cá xuống. Hơi là cứ vậy là bắt thôi. Chứ đâu mà có một cái hang bé xíu mà đổ nước ngọt vô mà gì đâu mà đổ nước ngọt vô mà cá cả gỗ chui ra vậy là không có đâu. Là tất cả là mình nói với các bạn là chỉ là trò lừa gạt ha. Nhưng mà rất tiếc là những người làm video đó người ta không có tâm. Người ta không có tâm, người ta không có nói thiệt những cái mánh lới của mình. Người ta đang đánh lừa thị giác của người xem. Đó là những gì ông anh mình ổng kể lại vậy thôi. Tại vì ông anh mình là dân bắt cá chuyên nghiệp, ổng dân Trà Vinh mà dưới đó ổng bắt cá mà ổng bắt lên tới đây. Và nay ổng lên đây ở, thành phố ở. Dùng này ổng mười mấy năm là ổng bắt cá dùng này nè. Ổng cũng nói là không bao giờ có chuyện mà có cái hang cá nào mà một cái hang cá bé xíu mà một ngũ cá như vậy hết á. Đó mà cái lỗ vậy. Cho thầu tuốt vào bánh. Đó, hiểu rồi. Quay đây. Quay ở đây. Rồi giả bộ cái nước đi. Nè, tay đây thọt là nó nước cái sẽ dâng vậy nè. Tức là đó. Đúng rồi. Một đó. Người sẽ là đổ Coca vô đây. Ừ. Nhưng mà bên kia là người kia bỏ cá vô đó. Ừ, bỏ cá đây. Là cái người kia anh bỏ cá vô đó. Bỏ cá đây cái đẩy tới. Đẩy tới là con cá sẽ chui vô đó. À,
có lý đó. Tại vì á bây giờ em nói chứ không lẽ mà bây giờ em làm quay sát vậy nè, cá cho ra nè, cá ra ngang chứ không lẽ mà có một cái lỗ bé xíu vậy nè, lỗ bé xíu vậy mà ra một cái gỗ cá thì cũng không đúng. Trong lúc nãy anh em tụi mình ngâm trà với bển để đi mò cá, bây giờ quay về kéo chạy lên chắc giờ về nướng luôn ạ. Qua tới khúc kia mới xong. Nên là mình không phải là con em miền Tây nhưng mà mình lội cũng ok, nước sâu nhưng mà lội cũng ok. Lội cỡ sông Vàm Cỏ là mình cũng chơi được á. Cái này cái chài mình ngâm nãy giờ đi bắt, đi mò cá. Cái chài này ổng mới kéo lên nè. Ủa con cá con bành kỳ luôn, chào bá luôn. Nè, nó bự gần bằng của con nhanh luôn á. Dễ bằng của anh, gần thôi chứ chưa bằng. Nói cái lóc nè, cái vô nè, cái phi nè, sặc nè, đủ thứ cá không. Đây là thành quả nãy giờ anh em mình đi mò, đi kéo chài. Cá rô đồng của lóc ghê không? Tính ra con cá rô đồng nó mạnh á, nó sống dài mấy con cá kia. Em này cái lóc này các bạn. Rồi, má nhảy ghê không? Giờ đố các bạn tụi mình sẽ làm gì với tụi nó. Cái này là con cá trào nè. Đâu. Ôi, ghê chưa? Không kỹ cái bản mặt đi. Ghê chưa? Mình phải đi gom củi về để đốt, đốt đống lửa không mà tụi mình nướng. Để lên cao lên trước. Ủa sao rồi cái thì bỏ vô. Ừ. Hết luôn hả? Bỏ hết luôn đi chứ chưa chi nữa. Không nhiều đây, nhiều thức chín nữa nhanh. Quá là bốp bốp. Thành quả mình nướng nướng cá nghe các bạn. Cá đang chín. Mấy anh ơi chậm bún ghê lắm luôn. Nước mặn lè luôn. Lâu quá chưa tắm mấy bạn ơi. Trở nhà. Ôi, nó bén vô trái đền chết luôn. Sao tiết kiệm dữ vậy anh Hưng? Anh đi lấy lá chuối về chuẩn bị bày ra để ăn. Không được lá đồng vàng nữa hả?
ngồi trong đó hít khói không à. Ú bà la, ú bà la. Đâu quá rồi. Nóng quá. Nóng quá. Con cao bé xíu. Này con cá đói. Cá đói. Cá đói hả? Cá đói, cá đói, cá đói chứ sao. Con cá gô đồng á. Ai nói cá đó, cá đói. Cá no lắm mà. Muối hả? Muối hả, muối hết. Hả hả? Ừ, anh chứ. Này thứ vụ ha. Má kêu Hương đem vụ không đem à, ai người không đem gì ta. Anh chứ ơi à, không, ừ. Em nói anh Lợi á. À đúng rồi. Đông vui quá. Ta gọi là đông vui hao á. Người quạt người ăn. Đây một gà chẳng thiếu. Đây đại ca của mình ăn. Chẳng như dài gái, gái 18 luôn á. Thầm lên luôn hả. Ồ. Cá phi. Ồ. Wow. Ủa trắng à. Oh my god. Ủa trắng. Oh yeah. Ủa trắng thêm thèm luôn. Oh my god. Ủa thơm nữa. Giờ mình sẽ ké thử anh nhanh của một miếng nha. Quá nóng quá. Ủa yeah. Ừ trắng. Ừ. Đó. Đó nóng. Còn nhiều vàng nữa. Chấm thêm miếng muối. Ừ. Chấm miếng muối. Oh, oh my god. Không rồi. Đã thôi mày. Con cá này các bạn nha. Cá trắng tươi và màu thơm vất. Đi khỏi quảng cáo nữa. Giống miếng muối nè. Giống miếng muối nè, ăn cá này là có muối nè. Các bạn nè. Ui. Ngon đã lắm. Sướng lắm. Miếng nữa coi. Thấy thấy ăn chảy nước miếng rồi. Đó, miếng cá trắng tươi luôn. Ok, vậy là tụi mình ăn uống xong xuôi hết nè các bạn ơi. Giờ là nghỉ ngơi hút thuốc để về nè. Không. Ồ, anh kia đang làm gì à? Đây à. Còn đây là cái bãi chiến trường. Đó hết rồi đó. Còn trong bếp còn dư lại mấy con mà không biết ai còn ăn không. Ăn gì nổi đâu mà ăn. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.